Chào cả nhà một buổi sáng vui vẻ mát mẻ. Đây, mình lại mời cả nhà cùng mình đi xuống dưới nhà bác Phận làm video dưới đấy nhá. Làm video xuống dưới làm video. Chúng tôi làm đông video đông vui lắm. Đấy. Mùa xuân hoa đào lạ đằng sau mình nhỉ. Cây đào to kịch tóc nhà luôn. Bây giờ mời cả nhà theo chân mình đi xuống đấy nhá. Chia sẻ lại có món thịt cầy cả nhà. Trong dưới đây anh em nó đang thịt rồi, bây giờ mình mới xong việc mình xuống sau. Chỉ còn cầy ăn cho nó mát mẻ, tập trung anh em đông vui lắm. Mời cả nhà cùng mình đi xuống đấy luôn nhá. Rồi mình đẹp quá cả nhà, ấm hơn mấy hôm. Ngoan. Chào cả nhà nhá. Hai đang làm gì? Trang trí. Chào cả nhà nhá. Có theo đang làm Hello cả nhà. Đang làm con cún con à. Đấy. Đang làm con cầy ấy cả nhà. Đấy, ông đấy là ông cả này, mình ấy hôm nay mới lại xuất hiện đấy. Bao năm rồi hôm nay lại xuất hiện đấy. Ông cả phong cảnh đẹp chưa? Cả mấy bùi tôn là đang làm hoa. Vâng. Ui dội thái chứ ghê không được cái này. Này đấy, các cháu nó phải làm hoa nó hết khổ quá. Đây là cháu Thảo, vợ của anh Dương Văn Đạt, chuyên buôn bán Bắc Nam các kiểu. Đạt đâu? À, đi lấy hàng à, tí nữa về chứ. Đẹp trai đây. Cái đấy là cái gì đây? Cháu băm bổi rồi lòng. À rồi lòng à, đây là băm bổi rồi lòng. Đây là rau mơ cả nhà nhé, rau mơ vũ bổi. Rau mơ vũ bổi để băm xong lại cho vào cối giã tiếp nhỏ để rồi lòng chó nó mới dễ. Chào cả nhà nhá, chào cả nhà ngày mới gọi là mắt đại tí. Hồi nãy muốn mắt mẹ thằng người, câu này nghe quen quen lắm. Hôm nay tập trung anh em con cháu đông vui lắm cả nhà. Này, tiếp tục chương trình này, ăn uống của anh em nhà mình. Đấy, bác móm ra chào vào chào, mình lại chia sẻ cả nhà cây đào nở đẹp chưa? Quá đẳng cấp. Đấy, đào người ta rồng ở trong chậu trong hoa này, đào để làm cảnh cho chào mà bố phở bố mang ra để rồng ở rãnh ngõ. Tuyệt vời chứ cả nhà. Đẹp là đấy, cây này rất đẹp. Cái này để chậu đẹp. Hello, xin chào cả nhà. Uống hơi muộn. Chào cả nhà. Mè gà để xào. Đấy, chị Thúy thì đang thái mè gà để xào. Đâu? Cháu chỉ làm là gì nhất à? Làm mẫu cho các cô với các chị theo tinh lắm rồi. Cháu Thảo cháu bảo là cháu chỉ làm một lần duy nhất. Đấy, theo chú là không cần hoa cái thái xoay thoát là nhanh nhất. Thì không đẹp rồi. Cần thái gì đẹp? Phải ra kể cái công cháu này thái lòng mè thái hoa. Mà. Thì bà nào bảo lòng mè thái hoa là đâu? Vâng, thế sao ra lớn lắm ấy. À đây à. Lòng mè cũng thái hoa. Các cô đắm chuyện quá. Cho vào luộc cầm cái ăn là nhanh nhất. Ừ,
được. Toán không thái được à? Ui. Cây hồng xiêm nhà bác sai rồi. Vừa phát về trực tiếp là đang xem rồi. Cái này này làm gì? Luộc bánh tráng. À cái này để luộc đấy, luộc bánh tráng đấy, đập riêng đập xả vào. Đấy là cho ta biết nó luộc như thế này nhỉ Hải ơi. Nước nha. Nước ấy, đổ nước vào. Cái này luộc để đánh tiết canh. Đây là đầu bếp Hải, hôm nay là trưởng ban hậu cần về băm chặt đồ chín. À, cháu nó đang nhồi nòng, hai bác cháu đang nhồi nòng. Chả nó to thế nào? Yếu quá. Giọng yếu quá. Số đấy nhồi nòng hộ băng móm không? Nó bảo ông Xuân á, nó kêu ông nhìn thấy cháu không chào à. Đầu bếp Quyền lại vào thay chân cho đầu bếp Hải. Một lồi này thôi, xong là cái thịt này hấp lên trên, gọi là thịt cây một lồi. Đấy, ăn nó còn rộng, còn ăn được, cái còn luộc thì ít ăn, nó ở nhà mình nó như thế. Còn đây là bóp riềng mẻ để hấp lên, xong bắt đầu là rượu trắng cho vào đây. Ngửi ra đúng rượu trắng không, cái này cái gì đấy? Đổ rượu trắng vào. Xong là hấp lên, xong là đun lên cả nhà, xong thịt với lòng hấp lên chốc đấy. Đây là làm của gia đình ăn, là làm kiểu đấy, ăn nó đậm đà nó dễ ăn đấy. Mình cứ chia sẻ đấy nha, tí đến bữa mình chia sẻ tiếp đấy cả nhà. Bây giờ là chương trình đánh tiết canh nhá, cứ khuấy cứ phải thôi 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 thôi. Đây là lồi lồi hấp này cả nhà này, lồi chó hấp, nòng hấp, thịt chó hấp một lồi nhá, đấy, những tảng hấp đấy, thái này ăn nó rất đậm, nó hơi là luộc, cái lòng cũng vớt ra luôn được chú ạ. Chú tần lấy tay chú nhón, đừng lấy đũa nó mất cảnh quan. Chú tỉnh lớn lớn lên xem nào, xem con to. Ý em là làm kẻ tiết vẫn nhạt. Thôi vừa đấy chú Xuân ạ. Đấy. Cái này mà có bún ăn như thế này ngon nhỉ chú Xuân nhỉ? Đúng không? Dạ vâng. Vâng. Đấy, em đông vui lắm cả nhà. Ý ơi, chú chịu ở đây làm được không? Biết. Đâu nó lại hình như nó lại đi làm rồi. Dạ đi nữa thôi. Chắc là chưa ăn ạ. Chắc là con gái là chị rồi. Con gái đã nói rồi. Chứ đấy là chồng với vợ ông à. Xin chào. Bà mợ mình mà xin chào, những lời chào của người nông thôn rất là chân chất, thật thà. Xin chào. Tốt nhỉ? Rất đẹp rồi. Quyền đánh đẳng cấp hết đấy nhỉ? Tiếng anh chó. Ê à. Chạy thủ này, mọc, chạy thủ nào nữa, 3 chỉ. Review ấy. Ôi dồi anh móc đi. Đóng nếm. Đúng là chó hấp ăn vẫn nóng nhỉ. À, vẫn ngon, không ngọt, vẫn đậm. Đấy là thịt chó, dồi chó. Sống trên đời thì có mỗi dồi chó đấy. Sống trên đời có mỗi dồi chó. Các đầu bếp đang thái. Rồi chó nó ăn. Đầu bếp Hải là khai ăn. Bây giờ chỉ có xin lên giọng của đầu bếp Hải nói cho nó tròn to. À, bác cả Lâm, bác cả Lý, sau đấy bác cả Hoàng, bác cả Móm toàn người nhà. Đấy, còn các nam diễn viên, người hùng. Mời nó cái chiến đi thôi. Nóng quá đánh vào hai ba
rẻ á. Ôi, mọi người một một hai ba vô gì à, là cốt ớt rồi, cốt xanh các kiểu đấy. Ai thích ăn cái gì thì ăn nhá. Kia kìa, cốt chua cả một cây. Đấy, còn kia là trong nhà là mâm các đại ca, ba mâm trong kia đại ca, các đại ca ngồi trong đấy. Đấy là anh em hôm nay là làm con cầy để tập trung anh em con cháu ngồi lâu lâu cho gắn đoàn tình đoàn kết. Đấy, mời cả nhà mình đã chia sẻ đây. Đây là thịt chó nấu rượu mận, gọi là thịt chó một lồi đấy, vừa hấp vừa ít. Đây là thịt chó hấp bên kia, tiết canh cầy, măng miến, muối ớt nhà Bùi Tôn đây. Ơn đây là gọi là ơn nén nhá, ăn này đẳng cấp luôn. Đấy, măng miết các kiểu nhiều món đó, có đây thịt gà luộc. Nóng lắm. À, thằng cháu này pha món tôm à? Pha món tôm xong nhớ là gấp miếng nào gấp nhau, động vào miếng gà là cậu không ăn được đâu. Căng lắm. Cậu nhịn nè. Nó là chơi xỏ lá thế là thôi, chết cậu đấy. Thịt chó món tôm. Cái măng này chắc cháu Thúy nó mang từ ở Lạng Sơn về. Cháu Thúy nó vừa rồi nên đấy nó du lịch. Nó mang về. Đấy. Đây là các bà nhà mình. Đấy. Mấy bà tóc dài các cụ nhà mình đây. Toàn thế là đấy. Đấy, ăn miếng thịt gà. Mình giới thiệu cả nhà, đây là bà thứ hai. Còn bà cả là ở trong kia không về được. Đấy, bà này thứ hai. Còn bà này bà thứ ba. Bà này là bà thứ tư, ông Út là vợ của cái ông Thánh Tiết Canh. Đấy, xuất hiện trên cây đấy. Rất nhiều. Đấy, mời các cụ ăn đi nhá. Còn đây là chị Cả Phiên. Đấy, chị Cả Phiên là một người nông dân trồng dưa giỏi, được xã cấp bằng cho treo đầy nhà luôn. Đấy, rất chi là giỏi. Đấy. Hôm nay vẫn đang chờ tiếp các cháu, còn nhiều lắm. 13 mâm tất cả các mà. Ông đang bị tiền đình rồi. Ông bị tiền đình à? Hôm nay lại thiếu đầu bếp Hùng. Đầu bếp Hùng đang chuẩn bị đi xuống đây lại đi làm rồi. Vui lắm cả nhà, nói chung là chỉ có ở quê mới là đông đủ cái này thôi. Đây còn chưa đông đủ lắm. Nếu đông đủ nữa thì còn nhiều lắm. Vì là còn đi công tác, đi làm công ty cũng tiếc rất nhiều. Anh miếng rồi nào. Miếng rồi đấy. Đúng rồi. Rồi, anh xin nhá. Nhất là rồi chó, sống trên đời phải biết miếng rồi chó đấy. Xin rồi, không ăn miếng rồi chó là căng, hay là rồi chó nhà nào đấy, cả nhà hất luôn một lồi. Luôn mà không biết câu hỏi nữa nào rồi. Miếng rồi chó là sao mà nó ngon? Từ từ đã. Nhà miếng rồi chó là to nó dài ngon. Wow, xuống đời ta điền. Ăn xít bắt nạt mãi quay cả nhà này, chú Xuân kia là chú ăn hết của mình. Bao bì. Cứ rong. Dọn rồi chó. Có mấy miếng rồi ngon nha, chú chơi hết. Hai con cháu mình làm cái nhỉ? Chờ hai. Xin bác nhà giặt tay ông cộng đấy. Khỏe lắm, một thanh niên 17. Quen rồi, cứng rồi. Ngon rồi, cái măng này ngon này. Ta đặt. Anh em xin chia sẻ mạnh rồi nha. Rồi một ai vào. Tình vào nhanh. Bốc mạnh vào. Bỏ lúc mà xé ra. Em mới bốc biển làm cái nhỉ? Cái gì? Hello, xin chào cả nhà nhá. Ê, hồi ôi. Kiếm người. Tao đang hầu uống này. Bắt lắm anh em một. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xuân ơi, mang múc mua đồ cá. Thế mấy con bác nào đây? Bỏ vào nó múc cái khác nóng. Quên bác rồi. Quả đang ngồi đây là quên bác rồi. Bác à, ở trên bờ sông đó. À, đầu bếp Quyền bắt đầu diễn tiết canh cầy. Hiện tại đây là đẳng cấp nhỉ, như tiết canh nậm nhỉ. Ôi, mời cả nhà nhá. Quàm bà mẹ hết đi. Bà mẹ. Cái bà này cũng thắng. Đây rồi. Ở đây rồi, vẫn còn nhiều mà đấy. Ở đây là Chu Xuân đi. Chu Xuân mới toán này. Dạ vâng. Mời cả nhà. Và ui giời, quàm và cái cành và cả nhà. toán ăn đấy, sấn miếng mà được. Thằng nhà cháu Tuân này nó không ăn được rồi, thôi thông cảm, nó không ăn được, nó đang trong này đang béo, nó kiêng. Nốt đi. Cho Hải nó nhịn. Quàm. Tuyệt vời quá trời. Miếng nữa thì nó hết thì chứ. Hải nó nhút nó mọt. Giữa mình được kẹt thì chỗ lượng nào. Cái gì? Giữa mình được kẹt. Quay à. Quay. Mời cả nhà này. Ôi. Đấy, tiết đẹp. Tiết canh chó hôm nay phải nói là đầu bếp Quyền đánh đẳng cấp. Xin sắp cả nhà nhá. Phá bắt tiết canh nhá, phải tự ghen mình, thưởng mình cái. Kìa. Rượu vào rồi cái là bắt đầu là cởi trần nóng rồi. Nóng rồi. Nắng rồi. Đấy, mời cả nhà này. Cứ vào luôn. Quàm. Hết luôn. Các đầu bếp. Quàm lắm cả nhà. Thịt chó. Hết luôn. Nhà nuôi. Ừ, thế có gửi từ người nhà mình làm. Thế có gửi đánh. Thế có thằng cháu có gửi cấm gì thằng em Tuấn mày không? Nói dăm câu vào điều này. Cảm ơn chú Tuấn có con cái gì à? Con là mình hay nói vui thôi. Có gì quá vất vả anh em mình lại. Ok chị kê. Ok. Được. Mày nhà nhá. Nhiều nhà bất bại ngay niên thuyền vừa rồi. Cứ bảo để ngủ xong bắt đầu nói. Ớt à. Đấy. Mày vào nhà nhá. Vả đi. Ăn cái chó rồng nó vả ăn kiểu mới. Đấy, cả nhà. Thế nào hôm nay là mình lại chia sẻ đây này. Thì cứ như lâu lâu ấy lại làm một bữa đấy để anh em con cháu tụ tập cho nó vui, đông vui cho nó gây cái tình gây gọi là cái gì tình cảm. Đấy như thế. Chứ để lâu quá là con cháu nó cứ nhạt nhẽo, sống kiểu xa nhau dần là nhọc đấy. Thời buổi bây giờ đấy, là nó cứ mãi đi ăn đi làm, nó không nhận được họ hàng anh em con cháu gì nữa, là chia sẻ đấy, nó quên đấy. Đấy. Đây là video nó có thời lượng nhá. Mình kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà theo dõi clip. Bữa ăn hay cho mình có like và đăng ký kênh ủng hộ cho Biển nhá. Chào các cả nhà ơi. Chào cả nhà nhá. Tuyệt vời ông mặt trời. Hẹn cả nhà đến sau nhá. Ok.